Ok, hello chào anh em nha. Ở đây hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái cặp song đoạn côn mây. Ok ha. Đây các bạn, mình bọc bên mình bọc từng cặp rất là kỹ ha. Đây là song đoạn côn mây, mây khá là già, khá là cứng cáp. Và đường kính của cái đoạn côn mây này là 30 mm nha các bạn, là 3 cm đó các bạn. Đây, và chiều dài của cái đoạn côn mây là 70 cm. Ok, 20, 40, 60, 70 cm. Đó, 70 cm vừa tầm tay và cầm vừa tầm tay của các bạn ha. Và mây già rất là cứng ha các bạn. Đó, đối với trường côn mây thì chúng ta có thể sử dụng cây mây vừa thôi để nó có cái độ dẻo, độ bật của cái trường côn mây khi các bạn tập luyện. Còn đối với đoạn côn mây thì mình nhất quyết mình phải sử dụng, phải chọn cái cây mây thật già. Đó, càng già càng tốt để các bạn có thể tập luyện. Đó, các bạn sử dụng những cái đòn đỡ, bạn tập không bị mốp ha các bạn ha. Đây, mây. Đó, cái nhược điểm của cái mây khi mà nó già, quá già thì rất có thể là dễ bị nứt. Nhưng mà mình sẽ chọn cái cây vừa đủ để cho nó không có bị nứt cho các bạn tập luyện ha. Đây, ok. Em quay cận lại một xíu cho các bạn xem cái đoạn côn mây của chúng ta. Đây, ok chưa? Đây, rất là đẹp mắt ha. Rồi, ok. Đó. Đó, các bạn sẽ sử dụng một số cái đòn song. Đó, song mây, ok chưa? Đấy. Đó, mình nói là một chút nữa, cái kích thước của cái đoạn côn mây này là nó dài 70 cm, đường kính từ khoảng 3 cm, ok ha. Rồi, đây các bạn, bên này là mấy cái đoạn côn mây mình có bảo quản bằng cái quấn be mình để cho khách hàng ha. Rồi, ra bên mình đây, trường côn mây rất là nhiều các bạn. Đó, đợt này trường côn mây thì thật sự nó rất là khan hiếm các bạn. Hiện tại bên mình còn rất là ít. Bạn nào quan tâm đoạn côn mây cũng như là trường côn mây thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại 0776768999, hoặc là các bạn nào ở khu vực quận 9 Thủ Đức, quận nhất này kia gần tại quận 9 thì các bạn có thể tới số 70 đường D2 phường Tân Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để các bạn tới đây xem hàng và mua hàng ha. Rồi, ok, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.